Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay Phương có đi chợ mua một ít tôm tích cả nhà. Đây, tôm tích còn sống luôn. Nên cả nhà nó quăng queo nè. Giờ thì Phương sẽ rửa sạch và mình đem đi hấp thôi cả nhà. Nhìn to ha. Rồi, giờ Phương sẽ cho vào cái nồi này để hấp. Nhiều quá. Tôm tích nó còn tươi, còn sống luôn á cả nhà. Mình sẽ úp lại để cho nó dễ chín hơn. Rồi, giờ Phương sẽ đậy nắp lại và luộc trong vòng 5 đến 10 phút cả nhà. Tôm tích cũng chín rồi cả nhà, mình sẽ trộn lên. Rồi, cho ra vị dĩa luôn. Nó chuyển màu đỏ rất là đẹp luôn á cả nhà. Còn đây là nước chấm, đây là nước cốt tắc á cả nhà. Phương sẽ khuấy đều và cho ra dĩa nha. Giờ thì mình chuẩn bị đi ăn thôi cả nhà ơi. Phương xin chào cả nhà, thì hôm nay Phương sẽ ăn tôm tích hấp. Cái con tôm tích Phương vừa mới hấp xong. Thì chỗ Phương á, người ta bán ở chợ nên là cũng không có to lắm cả nhà, cũng vừa như thế này thôi. Thì tôm tích này á, cả nhà có con thì nó có gạch, có con thì nó không có gạch, nó chỉ có thịt thôi cả nhà. Đó, cái con là Phương để nguyên, là sau khi Phương là làm là Phương là cắt hai cái bên này rồi cả nhà, để khi mà mình lột á mình ăn nó dễ hơn. Giờ thì Phương mời cả nhà cùng với Phương ăn tôm tích nha. Đây là dĩa nước chấm muối ớt tắc Phương vừa mới làm luôn, thì lần nào cũng vậy cả nhà, Phương chỉ có muối ớt tắc thôi. Con này nó có gạch luôn nè cả nhà, đó chỗ này nó đỏ đỏ là gạch của nó cả nhà. Wow. Gỡ ra luôn cả nhà. Phương mời cả nhà nha. Ngon. Ngon cả nhà ơi. Con lúc nãy là có gạch, còn con này thì nó chỉ có thịt thôi cả nhà. Tuy nó nhỏ nhưng mà thịt nó cũng khá là nhiều. Nó chắc là thịt nó nhiều rồi cả nhà. Wow, chỗ này thì cắt chưa hết, nó còn cứng. Đây, Phương sẽ chấm nha. Mình sẽ đỡ như thế này. Mình chấm luôn. Con này cũng có gạch nữa nè. Nó nhỏ nhưng mà nó có gạch cả nhà. Có gạch nè cả nhà. Thì mình ở thôn quê mà cả nhà, có sao thì mình ăn vậy thôi. Thấy vậy nhưng mà thịt rất là nhiều luôn á cả nhà. Đây. Con này có gạch, nó dính trên cái lưng luôn. Rồi xong.
Này. Tôm này, tôm tích này cả nhà, thì mình mua mình cũng không biết là bên trong nó con tôm nào chắc, con tôm nào không chắc cả nhà, nên là chỉ có người bán người ta mới biết thôi cả nhà, chứ còn mình người mua mình cũng không biết nữa. Nó nhỏ mà thịt thịt rất là nhiều luôn á. Nhỏ nhưng mà chắc thịt. Con nào gỡ ra cũng thịt nhiều hết á. Ngon quá. Quay con này nhỏ mà có gạch nè. Thấy không cả nhà? Nó nhỏ. Nè, gạch của nó nè. Ngon không? Nhỏ mà thịt rất là nhiều. Mình thấy ăn con nhỏ nó còn nhiều thịt hơn á cả nhà. Ngon. Ăn trúng cái lá tắc nó thơm. Có cái con này là trong cái dĩa này là nhỏ nhất luôn á cả nhà. Nhưng mà thịt nó nè. Nhỏ mà thịt nhiều.
Hôm nay tôm tích nè cả nhà, tuy nó nhỏ nhưng mà có con thì nó cũng có gạch, có con thì nó cũng có thịt nhiều cả nhà. Phương xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà có yêu thích video của Phương thì cho Phương xin một like, bấm vào nút đỏ bên dưới để đăng ký và bấm vào cái chuông kế bên để theo dõi những video mới tiếp theo của Phương nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này. Xin chào.